Audio Jungle. Tôi Kinh Môn xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã luôn ủng hộ kênh của bên em trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị các bạn đã theo dõi kênh thì đừng quên cho em xin một like và nhớ nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ dưới góc màn hình để được tiện theo dõi những chiếc xe mới mà bên em sẽ quay để giới thiệu tới quý anh chị các bạn. Thì bên em sẽ thường xuyên duy trì một ngày một chiếc xe mới quay lên để giới thiệu cho quý anh chị các bạn. Quý anh chị các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ thì sẽ được tiện theo dõi những chiếc xe mới mà bên em quay lên để giới thiệu tới quý anh chị các bạn. Thì trở lại trong cái buổi sáng ngày hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2019, bên em xin giới thiệu tới quý chị các bạn một chiếc xe gia đình 7 chỗ. Vâng, còn khá là đẹp quý chị các bạn nhé. Toyota Innova 2006 số sàn. Xe trang bị động cơ xăng 2.0 và chiếc xe này bên em cam kết là xe không một lỗi nhỏ, không taxi dịch vụ. Và còn khá là đẹp luôn. Xe mới chạy được có 15 vận chuẩn, tên tư nhân biển Hà Nội quý chị các bạn nhé. Thì với chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 300 triệu, bên em sẽ bao rút hồ sơ cho quý chị các bạn. Thì quý chị các bạn đang có nhu cầu tìm một chiếc xe gia đình 7 chỗ thì hãy liên hệ bên em theo số điện thoại 0943622611 em Khanh, hoặc đến trực tiếp tại Auto Tiến Khanh, Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương để kiểm tra xe và xem xe. Thì ở đây quý chị các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái tổng thành bên ngoài của chiếc xe, được chủ xe độ là khá là nhiều quý chị các bạn nhé. Và rất là đẹp đúng không ạ? Bốn nốp còn rất là đẹp luôn quý chị các bạn nhé. Với bốn nốp chiếc xe này đều, quý chị các bạn có thể đi trong vài năm nữa thì cũng vẫn là ok. Còn na răng đúc đầy đủ. Thì đây quý chị các bạn cùng em nhìn kiểm tra toàn bộ cái tổng thành của chiếc xe. Và chiếc xe còn rất là đẹp luôn quý chị các bạn nhé. Và cam kết là quý chị các bạn không tai nạn ngập nước. Đấy, thân vỏ căng và nước sơn còn zin khá nhiều theo xe. Riêng với cái thân vỏ bên ngoài chủ xe độ rất là nhiều nên quý chị các bạn có thể nhìn thấy cái cụm đèn hậu của chiếc xe. Thanh cờ mạ chrome này, bao cái đùm cụm đèn này, chia khoang chia khoáy rất là đẹp luôn quý chị các bạn. Nhìn cái form của chiếc xe nhìn rất là thể thao. Đây quý chị các bạn có thể thấy rất là chiều chữ, tạo cái form bên ngoài của chiếc xe rất là thể thao và rất là đẹp luôn quý nhiều bạn nhé. Đấy, thân vỏ căng và bên em cam kết là xe hoàn toàn không tai nạn ngập nước. Hay cụm đèn chiếu sáng của chiếc xe quý chị các bạn nhìn thấy là chủ xe là độ cái thanh chrome mạ chrome bao xung quanh cụm đèn này. Rất là đẹp. Và cái bát của chiếc xe là còn rất là sáng quý chị các bạn nhé. Xe chiếu sáng còn khả năng chiếu sáng còn rất là tốt và đèn sàn đèn sương mù đầy đủ cho quý chị các bạn. Tên tư nhân biển Hà Nội và xe mới chạy được có 15 vạn chuẩn thôi quý chị các bạn. Và bên em chào bán mức giá rất là hợp lý cho quý chị các bạn để quý chị các bạn có thể sở hữu chiếc xe. Và với chiếc xe, với cái giá này là bên em báo rất là sát luôn quý chị các bạn nhé. Quý chị các bạn có thể tham khảo và kiểm tra cái mức giá. Với chiếc xe đẹp và bên em mới chiếc xe này là rất là đẹp và không có một lỗi nhỏ. Nên bên em báo giá cho quý chị các bạn rất là sát rồi. Quý chị các bạn có nhu cầu hãy liên hệ bên em. Thì quý chị các bạn đây tiếp tục cùng em kiểm tra cái phần gầm bệ của chiếc xe. Còn cái phần gầm bệ của chiếc xe quý chị các bạn thấy là cái phần chassis của chiếc xe là không cong vênh và không biến dạng nhé quý chị các bạn nhé. Chassis này còn rất là chắc chắn và không mối mọt, chưa không biến dạng, không cong vênh quý chị các bạn nhé. Và phần gầm bệ của chiếc xe là rất là chắc chắn. Đấy, tay nắm cửa rất là đẹp đúng không ạ? Tay nắm cửa quý chị các bạn thể thấy là mạ chrome rất là đẹp luôn quý chị các bạn nhé. Quá đẹp đúng không ạ? Phần nội thất của chiếc xe quá đẹp. Đây, quý chị bạn rất là tươi. Và cái phần tami của chiếc xe là còn sáng bóng. Quý chị bạn thấy là cái phần tami của chiếc xe là sáng bóng. Đây,
rất là tươi luôn quý anh chị các bạn nhé. Xe mới 15 vạn chuẩn, vòng đi rất là ít. Và với chi nhiều chiếc xe thì nếu mà cùng đời và sử dụng hơn chục năm rồi thì nó thể mấy chục vạn cũng có rồi. Nhưng mà chiếc xe này mới đi có 15 vạn nên là xe đi rất là ít luôn quý anh chị các bạn thấy đấy. Đấy, nội thất còn rất là tươi quý anh chị các bạn nhé. Đấy, và với cái khoảng không gian của cái chiếc Toyota này thì quý anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm về, nếu quý anh chị các bạn có gia đình nhà mình muốn mua một chiếc xe mà rộng rãi thì sở hữu chiếc Toyota Innova này là rất hợp lý quý anh chị các bạn nhé. Đấy, khoảng cách giữa các hàng ghế là rất là rộng. Đấy, ngồi gia đình nhà mình có thể ngồi 7-8 người là rất là thoải mái. Quý anh chị các bạn, bên riêng phần keo chỉ này em sẽ cam kết cho quý anh chị các bạn là keo chỉ zin 100% theo xe nhé quý anh chị các bạn nhé. Phần bản đề cửa cũng rất là sáng luôn quý anh chị các bạn có thể thấy. Tắp đây phần keo chỉ này, em sẽ quay chi tiết tất cả cái kính cửa cho quý anh chị các bạn kiểm tra chất lượng. Cũng như phần keo chỉ của chiếc xe là bên em cam kết là zin 100% theo xe. Và quý anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, bốn lốp còn rất là đẹp luôn. Như em đã nói là bốn lốp này quý anh chị các bạn có thể đi trong vài năm nữa rất là thoải mái, ok nhá, không phải suy nghĩ gì cả. Với chiếc xe này được bảo dưỡng đầy đủ hết rồi quý anh chị các bạn, để mua về chỉ được chạy thôi. Đấy, và lốp thì quý anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng lốp, mấy năm nữa mới phải thay cơ. Đây bản tâm nô là không báo lỗi nhỏ quý anh chị các bạn nhé. Đây là toàn không tắt gen, toàn không hạ phanh tay và không đóng cửa thôi, chứ không báo một lỗi nhỏ nào cả. Xe mới đi là có 15 vạn chuẩn. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị các bạn nhé. Và chỉ đấy quý chị các bạn thể thấy là cái phần gạt mưa hoạt động bình thường và rất là tốt quý chị các bạn nhé. Đấy, cái trang thiết bị theo xe là bên em cam kết cho quý chị các bạn là chất lượng còn rất là tốt. Điều màn hình VCD kết nối âm thanh chất lượng. Và cái dàn điều hòa này, hai dàn điều hòa độc lập rất là mát, được lắp trên trần của chiếc xe. Vâng, quý chị bạn nếu mà ngồi bất kỳ vị trí nào trên xe cũng rất là mát luôn quý chị bạn nhé. Và xe được trang bị một túi khí an toàn, phanh ABS, la răng đúc, gương kính chỉnh điện đầy đủ quý chị bạn nhé. Đây quý chị bạn thể thấy, nhìn em quay cái phần tay cầm số, tại sao em quay kỹ này để quý chị bạn nhìn thấy là riêng là nhiều xe là cái không còn được đẹp như này quý chị bạn nhé. Xe đi ít và giữ gìn khá là cẩn thận nên là số vẫn còn rất là lét, chưa có hiện tượng mờ. Đấy, và đây quý chị bạn cùng em nhìn cái phần trần nỉ của chiếc xe này rất là sạch sẽ và đẹp đúng không ạ. Hai dàn điều hòa mát lạnh gắn trên trần. Đây là quý chị bạn ngồi bất kỳ ở vị trí nào trên xe của chiếc xe là đều rất là mát, phả rất đều xe quý chị bạn nhé. Và phần gương kính chỉnh điện đồng thời nâng ngả kính bằng điện đầy đủ cho quý chị các bạn và hoạt động rất là tốt. Đấy, chất lượng xe rất là tốt quý chị bạn nhé, đều xe. Đấy, và bên em cam kết là xe không lỗi, không taxi dịch vụ cho quý anh chị các bạn. Bên em đã chào bán mức giá 300 triệu, báo giá rất là sát để quý anh chị các bạn có khả năng sở hữu chiếc xe và có thể kiểm tra chất lượng. Đấy, phần keo chỉ là bên em cam kết cho quý anh chị các bạn, cái phần keo chỉ là một zin 100% rồi, nên là quý anh chị các bạn đấy có thể thấy là không mất phần nào quý anh chị các bạn nhé, rất là đẹp đúng không ạ. Chiếc xe khá đều xe, chất lượng tốt và đi rất là ít luôn, giữ gìn rất là cẩn thận quý chị các bạn nhé. Tư nhân biển Hà Nội. Đấy, quý chị các bạn khu vực trong Hà Nội mà muốn mua để nguyên biển đi rất là ok, hoặc là sang tên đổi biển cũng sẽ bớt được chi phí phần sang tên đổi biển và thuận tiện cho việc sang tên đổi biển quý chị các bạn nhé. Quý chị các bạn có thể thấy em quay. Đấy, phần chỉ cua lốp. Đấy, quý chị bạn nhìn này, phần chỉ cua lốp là còn hoàn toàn là nguyên zin nhé quý chị bạn nhé, và không mục mọt nhé quý chị bạn thấy, có thể thấy là phần chỉ cua lốp còn rất là đẹp luôn. Như xe đấy, bây giờ quý chị bạn cùng em đến cái phần động cơ của chiếc xe, tiếp tục kiểm tra cái phần động cơ của chiếc xe. Đấy, như em đã nói, động cơ chiếc xe được trang bị động cơ xăng 2.0 và với mức tiêu hao nhiên liệu của nó dao động trong tầm khoảng 7 lít đến 7 lít rưỡi đường hỗn hợp trên 100 cây. Vâng, rất là ổn quý chị bạn nhé, nên là quý chị bạn mua về để gia đình nhà mình đi lại rất là hợp lý. Thì đây quý chị bạn có thể thấy phần tổng thành của cái phần khoang động cơ. Vâng, với chiếc
Với khoang động cơ này của chiếc xe là đây quý vị bạn thể thấy là hoàn toàn là nguyên bản của nhà sản xuất và không có thay thế tháo lắp hay thêm bất một cái gì cả thêm vào quý vị bạn nhé, hoàn toàn là nguyên zin nguyên bản của nhà sản xuất và khoang động cơ rất là khô quý vị bạn thể thấy này, tiếng máy rất là êm và chắc chắc tiếng quý vị bạn nhé, khoang rất là còn nguyên zin và không có hiện tháo lắp thay thế gì cả, rất là khô ráo. Và với cái phụ tùng của chiếc xe này là thay rất là đơn giản quý chị bạn nhé, và tìm kiếm trên thị trường cũng rất là dễ. Đấy, với quý chị bạn hoàn toàn yên tâm về cái phụ tùng thay thế của chiếc xe rất là rẻ luôn, phụ tùng của chiếc xe rất rẻ và rất là tìm kiếm rất là dễ. Đấy, quý chị bạn thấy phần keo chỉ của chiều phong máy còn hoàn toàn là zin nhé. Thì với chiếc Toyota Innova 2006 đời số sàn 7 chỗ này thì bên em đã chào bán mức giá là 300 triệu, bên em sẽ bao rút hồ sơ cho quý chị các bạn. Thì quý chị các bạn có nhu cầu thì liên hệ bên em theo số điện thoại 0943 622611 em Khanh, hoặc đến trực tiếp tại Auto Tiến Khanh, nhà ban Kinh Môn Hải Dương kiểm tra xe và xem xe. Rồi em xin chào và hẹn lại quý chị các bạn ở video tiếp theo.